Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Alleluia! Một lần nữa các bạn quay qua người bên cạnh và nói đi, Chúa ban phước cho bạn. Thưa Hội Thánh Chúa, chúng ta được nghe rất nhiều những sứ điệp và sáng hôm nay rất là tuyệt vời khi chúng ta được nghe lời Chúa. Và một sứ đoàn Đình Dũng đã cho chúng ta thấy được cái quyền năng của Chúa và cái công việc của Chúa nó quan trọng như thế nào ở trong hội thánh của Chúa và trong cuộc đời của chúng ta. Tôi thì tôi thích kéo các bạn xuống. Tôi thích đưa các bạn vào trong công việc. Tôi thích nói với các bạn những điều thực tế. Và bây giờ thì tôi xin hỏi các bạn này. Ai là người yêu mến thiên đàng? Xin vui lòng giơ tay. Ai cũng yêu mến hết. Rồi, cảm ơn quý vị. Ai là người mong muốn lên thiên đàng thì phải mong Chúa sớm trở lại, đúng không? Ai là người mong Chúa sớm trở lại đi ở trên đất này khổ quá? Ai là người mong Chúa sớm trở lại? Rồi, cảm ơn các bạn. Chúa trở lại. Thế 100 triệu người Việt Nam đi đâu? Nếu Chúa trở lại, chúng ta thích. Còn 100 triệu người Việt Nam này họ đi đâu? Chúng ta biết chỗ họ đi, nhưng họ thì không biết. Trong 100 triệu người này có người thân của chúng ta, có dòng dõi của chúng ta, có gia đình của chúng ta nữa. Vì vậy cho nên, để Chúa sớm trở lại, chúng ta phải làm một điều gì đó. Hội Thánh có amen không? Tôi tới Chúa, mục sư Đoàn Đình Dũng nói là Chúa sẽ khiến, Chúa sẽ làm, để chúng ta thấy được rằng ấy không phải bởi năng lực, không phải bởi quyền thế, nhưng mà bởi thần của Chúa. Chúa làm. Nhưng mà ông Phi-e-rơ, ông phải thả lưới. Có thể tôi cho qua amen không? Ông Phi-e-rơ, ông phải chiều thiên. Phần đó là phần của con người. Phần đó là phần của ông Phi-e-rơ. Phi-e-rơ phải vâng lời, phải chiều thuyền, phải thức khuya dậy sớm, phải đầu tư, lưới cũng phải mua. Có thánh qua amen không? Thuyền cũng phải mua. Ngày hôm nay xăng dầu cũng phải mua. Đó là phần việc của ai? Đó là phần việc của chúng ta. Quăng lưới xuống đó là phần việc của ai? Vâng lời, quăng lưới xuống là phần việc của ai? Của ông Phi-e-rơ. Còn khiến cho cái lưới đó đầy cá là phần việc của ai? Của Chúa. Các bạn có muốn cho hội thánh của mình đầy người không? Đó là phần việc của Chúa. Nhưng còn phần việc của chúng ta? Ngồi im đó được không? Ông Phi-e-rơ ông ngồi trên bờ được không? Ông ngồi im nhưng mà Chúa khiến đi. Được không anh em? Đấy. Tôi tới Chúa nói rất rõ. Phần việc của chúng ta phải làm. Còn phần của Chúa, Chúa sẽ làm phần việc của Chúa. Điều răn của Chúa có mấy điều anh em? Có mấy điều răn? Trong thời tân ước này Chúa Giê-xu còn mấy điều răn nữa? Hai điều răn là thứ nhất là gì? Yêu Chúa, nói đơn giản vậy thôi. Thứ hai là gì? Anh chị em yêu Chúa không? Chúa bảo yêu Chúa mà không yêu người thì đó là dối. Anh chị em có yêu người không? Yêu người nào? Yêu người yêu mình? Yêu chồng mình, vợ mình, con mình? Yêu dòng dõi của mình? Đó là điều tất nhiên, không cần phải khuyên. Chúa không cần phải khuyên. Chúa không cần phải đưa nó vào một điều răn. Chúa ơi, đó không phải điều răn, không cần. Từ khắc trong huyết thống con phải yêu rồi. Nhưng mà Chúa nói yêu người ở đây á, là yêu những người ngoài thế gian kia kìa. Yêu những người mà không có huyết thống của chúng ta đó. Anh chị em comment không? Chúng ta họ không có huyết thống với chúng ta, nhưng mà họ có cùng chung một cha. Đức Chúa Trời dựng nên tất cả mọi người. Có thánh comment không? Và tất cả mọi người hư mất ngoài thế gian kia, họ cũng là người do Đức Chúa Trời tạo dựng nên. Vì vậy cho nên, hỡi hội thánh của Chúa, chúng ta phải có những suy nghĩ đúng đắn. Trong giai đoạn này, tôi hỏi các bạn nhé, hội thánh mà cứ ở đây thờ phượng cái này, sung sướng không? Vui không? Nó bình an quá. Nó phước hạnh quá. Nhưng mà nếu cứ như thế này, thì ai được cứu nữa? Những người ngoài thế gian có được cứu không? Hội thánh được phát triển không?
Đấy, tôi hỏi anh chị em này một lần nữa này, ai yêu Chúa xin một lòng giơ tay. Tôi thích gọi các bạn và thực tế giùm tôi một cái. Rồi cảm ơn các bạn, ai cũng yêu Chúa. Rồi ai yêu người hư mất? Rồi cảm ơn các bạn, ai yêu hội thánh? Rồi cảm ơn các bạn, ai muốn cho hội thánh của mình đông người, hàng ngàn người đến? Ai muốn cho cả cái dân tộc này phải hàng rừng người quỳ gối xuống giơ tay lên mà thờ phượng Đức Chúa Trời? Các bạn muốn, tôi cũng muốn. Những ước muốn của chúng ta nó thành hay không, nó còn tùy thuộc vào chúng ta có vâng lời hay không. Có thánh qua amen không? Tùy thuộc vào vấn đề chúng ta có chịu làm gì hay không. Và nếu chúng ta không làm gì hết thì cơ đốc nhân ngày hôm nay sống ảo. Chúng ta cứ ngồi đó mà ca ngợi Chúa, chúng ta cứ ngồi đó mà nói về tình yêu của Chúa, nhưng chúng ta không làm. Đó là cái điều mà Chúa muốn nhắc nhở chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Và Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam quyết tâm từ hôm nay cho đến khi Chúa Giêsu trở lại, quyết tâm tất cả mọi công việc dồn vào cái vấn đề đi cứu người. Cứu người là trên hết. Anh chị em có amen không? Tất cả cho việc cứu người, chúng ta gọi là cứu người. Còn cái từ chuyên môn thì gọi là truyền giáo, thần học gọi là truyền giáo. Còn chúng ta gọi là đi cứu người, chúng ta là đội quân cứu hộ của thế nào? Anh chị em có amen không? Anh chị em coi phim, anh chị em có thấy những cái cứu hộ 117 rồi 111 gì không? Đấy, chúng ta là đội cứu hộ của thiên đàng. Chúng ta, thế giới này đang chết mất và Chúa sớm trở lại. Chúa rất muốn trở lại, nhưng mà vì có còn 100 triệu đồng bào Việt Nam, 100 triệu người Việt Nam, trong đó có người thân của chúng ta, chưa kể trên thế giới này còn có hàng tỷ người chưa được cứu. Vì vậy cho nên Chúa còn chờ chúng ta. Đừng nói là chúng ta chờ Chúa, Chúa đang chờ chúng ta. Hội thánh có amen không? Vì vậy cho nên chúng ta phải có kế hoạch hành động. Muốn có thuyền, muốn có lưới, muốn có đồ xăng thì chúng ta cũng phải có kế hoạch. Và muốn đánh cá tốt được, chúng ta cũng phải có kế hoạch. Mặc dù ở đó chỉ là bờ thôi, mặc dù ở đó không có cá, nhưng mà như đầy tớ Chúa rằng hôm nay chúng ta cứ việc vâng lời Chúa đi, còn phần của Chúa, Chúa sẽ đùa cá đến. Chúng ta vâng lời Chúa đi, Chúa sẽ đùa người ta đến. Chúa sẽ đùa những con người hư mất đến với Hội Thánh. Hội Thánh không đủ sức mà chăn, không phải mỗi một ngày đi kiếm từng con chiên nữa. Hội Thánh có amen không? Những người quản nhiệm mỗi ngày Chủ Nhật không phải ngồi ở đây, cái mục giảng thì ở kia, cái bảng hiệu tôn vinh Đức Chúa Trời nằm ở kia, nhưng mà mỗi một buổi sáng Chủ Nhật cái người quản nhiệm không nhìn vào đó mà cũng không nhìn đến Chúa được. Người quản nhiệm cứ phải quay lại phía sau nhìn xem mấy con chiên nó đâu rồi, sao đếm hoài, sao mà hôm nay thiếu hoài vậy, có mười mấy con hai mấy con là nó mất rồi, đếm từng con hãy chấm dứt ngày tháng đó. Làm gì mà còn có thời gian đâu mà ngắm xem sự vinh hiển của Chúa nữa, làm gì mà đến Hội Thánh còn ngắm xem được vinh quang của Chúa nữa. Cái ước muốn rằng Chúa ơi, Chúa hiện diện cách mạnh mẽ trong Hội Thánh của Chúa đâu mất rồi. Và bây giờ đám đông nó bị chi phối và bắt đầu để ý, không có để ý sự vinh hiển của Chúa nữa mà để ý đến dân sự. Ôi anh chị em, tôi đau lòng trong những ngày tháng vừa qua khi mà tôi được Chúa bày tỏ, tôi thấy thật là ngạc nhiên khi mà con dân Chúa hôm nay tôi nhắc lại cho đến một thời gian nữa, cho đến bao giờ mà các bạn ăn sâu vào điều đó thì tôi mới im lặng, tôi không nhắc nữa. Đi thờ phượng như này, các bạn ơi, đi thờ phượng như này, cái người nào không đến đây khi gặp các bạn, họ hỏi các bạn, câu đầu tiên mà hỏi cái gì các bạn biết không? Các bạn biết rồi đúng không? Hôm nay đi nhóm có đông không? Có ai ở đó? Có mục sư nào ở đó? Chàng ơi, tôi mà là Chúa tôi buồn biết bao nhiêu. Không ai để ý đến Chúa cả. Có ai hỏi rằng hôm nay Chúa có hiện diện không? Có ai hỏi rằng hôm nay Chúa có bày tỏ rõ ràng điều gì không? Có ai hỏi rằng hôm nay Chúa có làm điều gì trong Hội Thánh không? Sự vinh hiển của Chúa, sự hiện diện của Chúa không phải là một cái sự quan tâm số một của con cái Chúa ngày hôm nay nữa. Và đó là một điều đáng tiếc, đó là một điều đáng buồn cho Hội Thánh. Chúa buồn biết bao nhiêu khi Hội Thánh, cái tâm thế của Hội Thánh, tấm lòng của Hội Thánh không còn để ý đến Chúa nữa, mà để ý đến một ông mục sư nào đó. Để ý đến có ông mục sư lãnh đạo ở đây không? Để ý đến cái đám đông không? Tôi nói đám đông mà không có Chúa cũng khốn nạn. Hội Thánh có amen không? Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để được con cái Chúa trong Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam bắt đầu quay trở lại vạch xuất phát. Và xuất phát ngay từ trong tấm lòng của chúng ta, từ tâm thế của chúng ta. Nếu như ở đây chúng ta có hơn 100 người, nếu như tất cả mọi người đến đây đều khát khao một sự vinh hiển của Chúa, khát khao nhìn thấy Chúa, sự hiện diện của Chúa đầy tràn nơi đây,
không ai nhìn ai hết nữa, thì Chúa rất là đẹp lòng và sự vinh quang của Chúa đổ xuống, phép lạ sẽ xảy ra thôi. Không cần phải cầu khẩn quá nhiều đâu. Chúng ta đến đây, chúng ta ngắm xem cái gì? Chúng ta nhìn điện thoại, chúng ta nhìn đồng hồ, chúng ta nhìn lẫn nhau, chúng ta nhìn vào người thờ phượng, chúng ta nhìn vào đám đông. Chúng ta thấy đám đông nhiều, chúng ta bảo hôm nay đông lắm. Còn nếu mà không có đám đông, chúng ta bảo hôm nay không có người, thì vắng lắm. Ôi thì Chúa ở đâu? Tôi nói với các bạn rằng, những ngày vừa qua, điểm buổi nhóm có 5 người chăng nữa, tôi vẫn hết lòng để ca ngợi Chúa. Anh chị em comment, ở nhà tôi một mình tôi cũng thấy rằng Chúa hiện diện với tôi. Tôi nói với các bạn rằng đám đông có bao nhiêu không cần biết. Nhưng mà nếu như ở trong đám đông, đông bao nhiêu, nhưng mà chúng ta không có Chúa ở cùng với cá nhân chúng ta cũng là khốn nạn cho chúng ta. Tôi thấy comment không? Còn trong cái nơi mà không có đám đông, chỉ có chúng ta thôi, nhưng mà có Chúa ở cùng với chúng ta thì đó là điều tuyệt vời cho cuộc đời của chúng ta. Những năm tháng bước đi với Chúa nó cái mạnh mẽ vô cùng, nó tuyệt vời vô cùng. Lúc nào chúng ta cũng cảm thấy thiên đàng đâu đó bồng bềnh xung quanh chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng cảm thấy Đức Thánh Linh đâu đó bồng bềnh xung quanh chúng ta. Hoạn nạn không thể nhấn chìm được đời sống của chúng ta. Bão tố không thể nhấn chìm được đời sống của chúng ta. Bởi vì Chúa ở cùng với chúng ta. Như đầy tớ Chúa một số đoạn đình chúng ngày hôm nay chia sẻ. Con tàu nó có Chúa, nó khác với con tàu không có Chúa. Có thánh qua men không? Con tàu của Phi-rơ có thể là nó đơn sơ, nó nhỏ bé. Con tàu ấy nó khác với con tàu du lịch ngoài kia. Con tàu du lịch nó đẹp đẽ lắm, trên ấy đông người lắm. Nhưng mà con tàu ấy không có Chúa, con tàu ấy không có thể nó sẽ chìm. Nhưng con tàu của Phi-rơ là con tàu có Chúa, con tàu nhỏ bé ấy mà có Chúa thì nó sẽ có được cái thành quả của nó. Nó sẽ có cá. Ngày hôm nay cá ở đây là nói về con người. Một con tàu nhỏ bé của các bạn trong hội thánh nhỏ bé của chúng ta, hỡi hội thánh của Chúa, nếu như cái hội thánh nhỏ bé ấy mà nó có sự hiện diện của Chúa thì đó đây giấy sự vinh quang của Chúa ở đó. Và ở trong đó có quyền năng, có sự sức dầu, có tình yêu. Và Chúa sẽ đua nhiều người đến. Chúng ta không phải đi kiếm từng con chiên nữa. Cái phòng này quá nhỏ bé với chúng ta. Chúng ta cần phải có hội trường giống như Indo và lớn hơn Indo nữa. Có rất nhiều lời tiên tri nói rằng Việt Nam sẽ là một cường quốc của tin lành. Đánh qua mê không? Việt Nam sẽ là một cường quốc của tin lành. Và điều đó nó phụ thuộc vào chúng ta rất nhiều. Chúa đang chuẩn bị đùa, Chúa đang chuẩn bị khiến, Chúa đang chuẩn bị làm một điều gì đó. Nhưng mà chúng ta cứ ngồi im, Chúa không làm được. Có đánh qua mê không? Chúa không làm được. Như hồi nãy đẩy tới Chúa có chia sẻ, Chúa bảo rằng ấy, thả lưới đi, mà các môn đồ không chịu thả lưới thì Chúa không làm phép lạ đâu. Cho nên chúng ta phải nói với nhau những điều rất cần thiết cho hội thánh của Chúa. Trong những năm tháng vừa qua, tôi chỉ muốn nói những gì nó thực tiễn thôi. Tôi chỉ muốn nói cái gì để chúng ta hành động thôi. Bởi vì nước của Đức Chúa Trời không phải chỉ ở lời nói mà ở việc làm. Anh chị em có amen không? Và đó là cái điều mà tôi rất tiếc là không có thời gian nhiều để tâm tình bồi linh với lại hội thánh, bởi vì nó có nhiều việc. Các bạn bên phát dùng cái tài liệu này, nó còn ít quá, tôi không kịp in. Tôi phát cho cái đầy tớ Chúa các anh chị em tiến hữu thì xin vui lòng thông cảm nhé. Nếu còn thiếu thì sẽ chờ sau đi nhé. Phát cho những người trưởng nhóm và những cái đầy tớ Chúa trước đi. Hội thánh ơi, khi mà bồi linh thích hơn là mấy cái chuyện này đấy. Nhưng mà chúng ta cứ bồi linh riết thì chúng ta sẽ không có phương án để làm việc. Nên chúng ta cần phải triển khai với nhau nhiều công việc ở đây ha. Xin ai đó có tiếng tốt đó, các bạn là chuẩn bị một cái micro, xong rồi đọc giùm tôi đi. Có chưa? Rồi xong hết chưa? Bắt đầu đọc đi ạ. Hội thảo truyền giáo, những lĩnh vực liên quan đến truyền giáo. Tại sao trong giai đoạn này truyền giáo thực hiện đại mạng lệnh của Chúa
không còn là một sứ mạng cấp thiết của hội thánh nữa. Nào, bây giờ từng cái một đi ha, chúng ta sẽ thảo luận mà. Có phải là đại mạng lệnh của Chúa trong cái giai đoạn vừa qua hầu như là không được đề cập tới như là một cái công việc cấp thiết, một cái công việc hết sức quan trọng của hội thánh? Có đúng như vậy, có đề tới Chúa? Đấy. Và chúng ta thấy là có nhiều, có quá nhiều cái việc để làm, nhưng mà truyền giáo hầu như là không được đẩy mạnh trong hội thánh. Thậm chí tôi thấy là trong hội thánh, bản thân tôi cũng thế, tôi phải ăn năn rất là nhiều. Một tháng không có một bài giảng nào về đại mạng lệnh. Hai tháng không có một bài giảng nào về truyền giáo. Có khi cả năm luôn không có một bài giảng nào về truyền giáo. Đấy, mà trong khi đó chúng ta biết rõ rằng truyền giáo là đại mạng lệnh của Chúa. Có đúng như vậy không thưa hội thánh Chúa? Chúng ta có rất nhiều mạng lệnh, nhưng mà chỉ có một đại mạng lệnh thôi, đó là đi khắp thế gian giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời. Thế nhưng mà hầu như là đại mạng lệnh không còn được quan tâm. Đây, tôi muốn nói với các đệ tử Chúa điều này. Tôi không hướng dẫn các đệ tử Chúa đi truyền giáo đâu nhá. Trong cái chỗ này tôi sẽ chỉ cho các đệ tử Chúa lý do tại sao không có truyền giáo. Ngày hôm nay, cái phụ thành cái chính, cái chính thành cái phụ. Cái đại mạng lệnh của Chúa có phải là chính cho hội thánh không? Nhưng mà không, nó lui lại phía sau dùng đi. Nó thay vào đó đủ thứ công việc. Đấy, cái chính thành cái phụ thành cái chính. Ngày hôm nay, sự hiện diện của Chúa có phải là quan trọng nhất trong buổi nhóm lại không? Không, sự hiện diện của Chúa lui lại phía sau dùng đi. Các bạn thấy, làm sao mà thánh phân hưng được? Làm sao mà phép lạ xảy ra được? Làm sao mà vinh quang của Chúa đầy dẫy được? Cái chính thành cái phụ. Sự hiện diện của Chúa không ai quan tâm. Hôm nay ông mục sư giảng có hay không? Thờ phượng có ngọt ngào không? Đấy. Và hội thánh có đông hay không? Chúng ta như thế thì chúng ta thất bại. Hội thánh ơi, nó sẽ đến chỗ thất bại. Các công ty xí nghiệp của trong thế gian họ rất khôn ngoan. Họ khôn ngoan rất trăm lần hội thánh. Họ biết đặt cái gì là ưu tiên hàng đầu. Họ biết cần phải làm gì để cho công ty của họ phát triển, để cho thành công. Cho nên vì cớ đó cho nên là họ quan tâm hết sức. Nhưng mà hội thánh ngày hôm nay nghĩ là hội thánh của Chúa thì phải, cho nên kệ tới đâu thì tới, làm ngược lại với lẽ thật của Chúa. Cho nên chúng ta hãy để ý ha. Mà tôi nói vậy có đúng không các thầy thế Chúa? Tôi sẽ im re đấy. Tôi nói sai á. Đây là thời gian thảo luận, các thầy thế Chúa có quyền để phản biện. Các thầy thế Chúa thấy nói sai, các thầy thế Chúa cứ có ý kiến nha. Các bạn đưa cung cấp một cái micro lên đi. Nếu không đọc, đưa lên một cái micro lên cho đệ tử Chúa nào đó đọc. Một sư thông đọc đi. Phần 1, một sư. Dạ. Một sư ngồi xuống được rồi, một sư. Lãnh đạo hội thánh địa phương, ban đầu tất cả những người... Sư, một sư. Có những lý do sau đây, một sư bỏ cái đó quan trọng lắm á. Dạ rồi, thì đọc lại từ đầu ạ. Những lĩnh vực liên quan đến truyền giáo, tại sao trong giai đoạn này truyền giáo thực hiện đại mạng lệnh của Chúa không còn là một sứ mạng cấp thiết của hội thánh nữa? Có những lý do sau đây. Một, về phương diện người lãnh đạo. Một nhỏ, lãnh đạo hội thánh địa phương, ban đầu tất cả những người lãnh đạo đa số rất sốt sắng trong vấn đề đi ra để truyền giáo, vì thời điểm ấy còn non trẻ, chưa có hội thánh, chưa bị trói buộc bởi nhiều công việc của hội thánh. Vì vậy cho nên rất sốt sắng. Vì cớ thánh linh của Chúa sức dầu thôi thúc tình yêu với Chúa đang còn rất đơn sơ và mãnh liệt. Vì vậy cho nên những người lãnh đạo rất sốt sắng để truyền giáo, để có hội thánh. Sau một thời gian, khi hội thánh đã hình thành, số lượng tín hữu đông lên vài chục người, thì những người lãnh đạo phải nhìn vào bên trong để lo gây dựng hội thánh, để kiện toàn hội thánh. Và lúc này các chương trình kế hoạch được mở ra, các ban ngành được thiết lập, phụ nữ, thanh niên, thiếu nhi, ban chăm sóc, thăm viếng, cầu nguyện, giải cứu, chữa lành, v.v. Và lúc này các lãnh đạo được cột mình vào những công việc gây dựng hội thánh, vì vậy lãnh đạo rất bận biểu với công việc ở bên trong, và lãnh đạo phải có thời gian để kiêng ăn cầu nguyện, tìm kiếm Chúa, dạy giáo lý cho những người mới, chuẩn bị sứ điệp. Vì còn non trẻ nên để có được một sứ điệp cho ngày Chúa Nhật thì những người lãnh đạo như chúng ta phải mất một thời gian khá lâu, khá dài. Từ chỗ đó, tư tưởng, tâm trí, kế hoạch của chúng ta tập chú vào bên trong nhiều hơn là ra thế giới bên ngoài để lo củng cố, xây dựng và phát triển hội thánh. Sau một thời gian thì hội thánh dừng lại, không phát triển vì không tập chú vào thế giới hư mất. Amen. Đó là cái tiến trình
mà chúng ta thấy được là khi một người có tâm tình hầu việc Chúa muốn đi ra mở hội thánh thì người ấy sốt sắng, ban đầu rất là sốt sắng. Phải nói là tôi thấy một vài người ở đây tôi không tiện nói, nhưng mà rất là sốt sắng với cái vấn đề đi cứu người nha. Không có ngán một cái gì hết, không có nề hà cái gì hết. Và những người đó là những người có ơn truyền giáo, ở đâu cũng nói, mà cái đó là sự thật. Nhưng mà sau khi hội thánh phát triển rồi, chúng ta thấy nè, để cho hội thánh nó tồn tại, nó cũng như là nó được kiện toàn thì nó phải chăm sóc. Chăm sóc bắt đầu mục sư giảm bớt cái thời gian đi ra. Đó, mà cũng không có để tâm đến cái vấn đề đi ra. Bây giờ hội thánh có người mới thì có nan đề. Thường thường là những người mới vào mang theo rất nhiều nan đề, và bắt đầu mục sư phải nói cầu nguyện cho những người mới, an ủi, khích lệ, dạy dỗ, thăm viếng, và đi cả ngày đêm thăm viếng. Đó, và không phải chỉ một con chiên, và rất nhiều. Rồi sau đó thì mục sư bắt đầu, khi hội thánh hơi đông một chút, mười mấy người, 20 người thôi, là bắt đầu phải quan tâm đến các ban ngành, thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi, rồi bắt đầu phải lo đến cái vấn đề là cầu nguyện với Chúa để có sứ điệp, đi dạy giáo lý, đi dạy bài ngày Chủ nhật, rồi bắt đầu chăm sóc hội thánh. Và bây giờ cái vấn đề quan tâm đến thế giới hư mất bắt đầu nó lui đi và cột mình chặt vào trong hội thánh. Và cái tâm trí của mục sư không còn để ra thế giới hư mất nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái số lượng tín đồ này, nếu mình không gây dựng thì họ yếu đuối, họ sẽ bỏ Chúa. Cái đó là cái điều đúng thôi, nó không có hề sai. Chúng ta đang nói tiến trình thôi. Đây không phải là cái sai của các mục sư, đây không phải là cái sai của người lãnh đạo, nhưng mà tôi đang nói đến cái tiến trình nó là như thế, nó là đúng không sai, nhưng mà chúng ta sẽ tìm ra cách để chúng ta giải phóng ra khỏi cái chỗ này. Đấy, chính vì vậy cho nên là cái chương trình để đi truyền giáo nó không còn nữa. Và mình cứ nghĩ rằng tôi đang hầu việc Chúa mà, tôi đang vất vả từ sáng cho đến chiều tối. Tôi nghĩ ngày xưa tôi mà nhờ vào tôi, anh chị em biết không, hội thánh bé con thôi, nhưng mà chạy từ sáng cho đến chiều, có nghĩa là thăm viếng người này, thăm viếng người kia, thăm viếng người nọ, xong rồi cứ họ cứ vào cửa này, họ ra cửa sau. Hôm nay họ đến với Chúa, họ đến với Chúa vì cơm vì gạo, họ đến với Chúa vì điều nọ việc kia. Khi mà không được đáp ứng rồi họ bỏ Chúa, mà mất một thời gian rất dài để mà lo cho cái việc đó. Về sau tôi ít đi thăm viếng. Có một ngày kia, lâu lắm rồi, cách đây đã lâu lắm rồi, khoảng phải đến 20 năm rồi. Lúc đó hội thánh còn non trẻ, bản thân tôi cũng non trẻ. Tôi từ sáng cho đến chiều không có rảnh, có nghĩa là đi làm chứng này, xong rồi đi thăm viếng này, đi gây dựng này. Có một ngày kia tôi đang cầu nguyện, tôi mệt quá rồi. Cái tôi nói Chúa, ngài mà không ra tay thì con chịu đi. Có nghĩa là làm đủ kiểu cả, an ủi, khích lệ, dạy đạo cho họ. Nhưng mà họ cứ đừng thời gian, họ làm eo làm úc, họ cứ coi như họ là trung tâm của hội thánh ấy. Họ làm như họ vào hội thánh là họ ban phước cho hội thánh thì phải. Họ không biết họ là một tội nhân, họ không biết họ là một tội đồ, mà họ vào đó mình chăm họ quá mà, o bế họ quá mà. Họ vắng một ngày thôi là bắt đầu chạy đôn chạy đảo đấy, đáo lên. Xong rồi bắt đầu họ thấy đến hội thánh, chắc là mấy ông này không được tiền sao đó, mấy ông người này được tiền, mình đến hội thánh là mấy ông này được tiền sao đó. Rồi bắt đầu họ coi họ, bây giờ cũng vậy luôn đó các bạn. Bây giờ tín đồ mà mình o bế quá nó cũng vậy luôn đấy chứ. Họ cảm như là họ thấy như họ là trung tâm của hội thánh. Tôi đến đây hội thánh mới quan tâm, mọi người mới quan tâm, nhưng mà họ không biết rằng họ là tội nhân. Tôi anh chị em ơi, cơn phẫn nộ của Chúa mà đổ xuống thánh đi, mà cáo trách xin lỗi đi, mọi người quỳ gối xuống đến với hội thánh khớp luôn. Sự vinh hiển của Chúa đầy giấy trong hội thánh, khép lại của Chúa đầy giấy trong hội thánh. Họ mà đến họ quỳ gối xuống mà sợ luôn ấy, anh chị em comment không? Từ khắc Chúa làm cho họ phải thấy rằng ôi, hội thánh có một cái gì đó phải nói là vĩ đại lắm, kinh khủng lắm. Họ không đùa với Chúa được, còn lại không có sự hiện diện của Chúa, không có sự hiện diện của Chúa trong hội thánh. Và bắt đầu hội thánh bắt đầu đem họ đến o bế, thay nhau mà quan sát tâm. Cuối cùng lúc nào họ cũng là con đỏ, lúc nào họ cũng cảm thấy họ quan trọng lắm. Nếu không quan tâm đến tôi bỏ hội thánh, nếu như không ai thăm viếng tôi bỏ hội thánh. Họ đau cái đầu họ cũng kêu mục sư, họ đau cái lưng họ cũng kêu mục sư. Mục sư mà không đến bỏ luôn. Từ cái chỗ nhỏ nhỏ đến cái chỗ lớn, thiếu tiền cũng mục sư, mục sư mà có danh dụng một chút tiền đưa mất luôn. Mục sư cho mượn đồ dám đòi đây, rồi bây giờ không dám đòi lần sau mượn nữa, mục sư không có đi luôn. Hội thánh mà cứ như thế này, cái đám đông ấy nó để bẹp mục sư và chất nan đề vào cho mục sư. Bởi vậy tôi mới nói với các bạn rằng chúng ta không được kêu gọi để đi giải quyết nan đề. Anh chị em có amen không? Các người để tới Chúa, ai là người amen vui lòng giơ tay dùng cái. Chúng ta được kêu gọi để đi cứu người ta, còn giải quyết cái nan đề nhập nhặt đó là chuyện của Chúa với họ. Chính Chúa mà còn không chịu giải quyết nan đề chứ đừng nói chúng ta nha. Các bạn nhớ câu chuyện ở trong Mát đoạn 2 không?
khi mà từ mà sáng Chúa vừa đi ra một cái là ôi đám đông chờ ngoài kia, các môn đồ cũng đang chuẩn bị đón Chúa. Ngày hôm qua được phép lạ quá chừng, được bánh ăn, được đủ thứ cả. Bây giờ nươm nượp đi theo Chúa. Mới mặt thấy mặt Chúa, các môn đồ bảo: Thầy ơi, đám đông đang chờ Thầy kia kìa. Đám đông đang chờ Thầy để nhìn thấy phép lạ, để được ăn, để được điều nhiều chuyện. Chúa Giêsu bảo: Không, ta phải đi qua làng bên kia. Ta phải cứu cái làng kia. Bởi vì chính vì cái điều này mà ta xuống thế gian. Ta xuống thế gian để cứu người. Đôi lúc Chúa mà còn từ chối đấy anh chị em. Chúa từ chối chứ không làm phép lạ đấy. Còn anh có amen không? Nhưng mà ngày hôm nay mục sư bây giờ làm chuyện lớn hơn Chúa. Đấy, sẵn sàng làm mọi chuyện luôn. Hội thánh bắt đầu huy động vào. Và cái chuyện đó chúng ta sẽ mệt. Chúng ta cầu nguyện Chúa để Chúa làm. Ngày đó tôi nhớ mệt mỏi rồi. Tôi quá mệt mỏi rồi. Chúa nói tự nhiên có một cái ý tưởng thôi nhá. Lúc đó tôi đổ cho Chúa, nhưng không biết có phải Chúa không. Nhưng có ý tưởng là con có muốn phấn hưng không? Tôi nói có chứ, con muốn phấn hưng. Này, ta cho con một hội thánh 10.000 người, con đi thăm được không? Thế tôi hiểu ra rồi. Con sẽ mang đến thăm đến người thứ 10.000 mấy chục năm hết đời mình. Phấn hưng là đám đông. Mà đám đông mà con cứ làm kiểu này rồi làm sao? Chúng ta chết trước. Không thể nào phấn hưng được. Và lúc đó Chúa có một cái sự bày tỏ: Con cầu nguyện đi. Ta thăm họ tốt hơn con. Ta thăm viếng họ tốt hơn con. Ta dạy dỗ họ tốt hơn con. Từ ngày đó tôi bám vào Chúa và tôi cầu nguyện là vì vậy. Thật đúng rồi, chưa con mệt. Con làm đủ thứ, con đến con nói lời hay ý đẹp, con động viên, con khích lệ họ, con làm tất cả những gì có thể. Họ đẹp lòng con một chút rồi sau đó con đâu có đủ sức đâu mà o bế họ hoài. Thấy không, mục sư không nói gì nữa, đến hội thánh mình mệt bỏ tay ra rồi. Hội thánh không kịp chào họ cũng buồn, họ bỏ đi luôn. Không kịp chào mà họ còn bỏ đi đấy. Cuối cùng hội thánh coi là mục sư là đến mà làm hết mọi chuyện. Mục sư làm tiếp tân, mục sư phải chào hỏi, mục sư làm tất cả. Và mục sư chết trước. Chúa không thấy đâu. Mục sư khô hạn. Có đúng như vậy không? Hội thánh khô hạn luôn. Nó khô gì đâu, nó không có lửa, không có sự sức dầu, không có sự nhìn của Chúa. Và Chúa không hành động được. Và nếu như ai được cứu bởi ân điển của Chúa mà thôi. Nếu ai được cứu bởi ân điển, những người trong Hội Thánh Phúc Âm Toàn Cầu Việt Nam và Hội Thánh Việt Nam ngày hôm nay có hơn 1 triệu người. Hơn 1 triệu người là bởi ân điển thôi. Cái để tôi cho có amen không? Bởi vì Chúa thương quá, mấy người này đói Chúa quá. Anh chị em ơi, anh chị em và tôi này, anh chị em và tôi này được cứu mà ngồi đây này là bởi vì ân điển của Chúa mà. Cũng vì chúng mình đói quá, Chúa cứu đấy. Anh chị em có amen không? Tôi thì nhảy đầu tự vẫn, Chúa thương quá, Chúa muốn mình chết xuống địa ngục, Chúa cứu thôi đấy. Thế còn hơn 100 triệu người kia ở đâu? Đấy. Chỉ bởi ân điển của Chúa thôi. Nhưng mà đến cơn phấn hưng của Chúa, đến cái chỗ mà một số lần chúng nói sáng nay ấy, đến lúc mà không cần làm gì nhiều ấy, chỉ cần thả lưới thôi, chỉ cần vâng lời thôi ấy, lúc đó Chúa khiến nó đến. Đó là phấn hưng. Phấn hưng không, chúng ta không phấn hưng được. Anh chị em có amen không? Phấn hưng đến từ Chúa. Nhưng mà chúng ta không ngồi để chờ phấn hưng. Chúng ta phải làm một điều gì đó. Chúng ta phải làm. Chúng ta phải siêng năng. Và chúng ta phải xem cái gì quan trọng nhất trong hội thánh ngày hôm nay đây. Cái gì quan trọng nhất? Đấy. Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục ban ngành, chúng ta phải làm chứ không phải là không. Chúng ta phải hành động. Chúng ta phải có ban ngành để kiện toàn. Chúng ta phải nuôi chiên. Bởi vì chiên họ vào hội thánh, chúng ta phải dạy dỗ họ. Chúng ta phải dạy đạo cho họ. Chúng ta phải thăm viếng họ khi cần thiết, vận tập, chứ không để nó không được. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không có một phương cách thì hội thánh sẽ không bao giờ phát triển được. Mấy chục con chiên đấy cột chặt ông mục sư vào đó, và cuối cùng ông bà mục sư đó cột chặt cái mấy con chiên đó, và cuối cùng thế giới hư mất. Kệ cái đó là phần người khác. Chúa có đẹp lòng anh chị em? Không đẹp lòng đâu. Nhiều khi chúng ta tưởng là đúng nhưng không đúng đâu. Cái chính thành cái phụ mà cái phụ thành cái chính. Chúng ta ở trong cái thế giới này để đi cứu người, chứ không phải gom lấy một vài con chiến đó để làm vinh hiển mình. Tôi là người lãnh đạo, tôi được lãnh đạo, và không phải để làm vinh hiển lẫn nhau, mà mục đích chúng ta phải đi cứu người. Dù là mục sư lãnh đạo vẫn phải đi cứu người. Mà chúng ta sẽ nói cứu bằng cách nào? Anh chị em có amen không? Mỗi người Chúa sẽ dẫn dắt một cách khác nhau. Không phải ai giờ lãnh đạo rồi mà nó nhiều việc quá rồi ai mà đi ra ngoài mà đi nói với người ta như vậy được. Có cách khác để nói. Rồi xin mục sư đọc tiếp đi ạ. Giờ vấn đề thứ hai. Lãnh đạo tổng hội
Tổng hội không đẩy mạnh, không triển khai kế hoạch truyền giáo, thực hiện đại mạng lệnh của Chúa, không có nhiều bài giảng, không có nhiều chương trình huấn luyện truyền giáo, không có sự đôn đốc tinh thần truyền giáo cho hội thánh. Vì cớ đó mà vấn đề truyền giáo là công tác chính, hoạt động chính trong hội thánh lại trở nên hoạt động phụ, và những công việc phụ trong hội thánh lại trở nên việc chính. Đại mạng lệnh của Chúa lại trở nên thứ yếu trong hội thánh. Đó là điều sai trật mà ban lãnh đạo đã phải ăn năn với Chúa về điều này. Amen. Chúng tôi trong thường trực ban điều hành tổ hội, chúng tôi đã phải nói là ăn năn với Chúa nhiều, không phải là bây giờ đâu, cách đây 3 năm rồi. 3 năm rồi chúng tôi đã bắt đầu có một cái tư tưởng, có một cái kế hoạch là sau khi được pháp nhân, lúc đó chúng tôi còn bận rộn với pháp nhân quá đi, hãy hết sức thông cảm, mà chính vì cái đó nó cũng là một sự lừa dối. Đổ hết, chúng ta có thể bỏ ra một phần việc đi để mà đẩy mạnh công tác truyền giáo thì lại không. Cho nên dồn hết tổng lực vào vấn đề pháp nhân. Và chúng tôi có một lời hứa, đó là khi mà pháp nhân xong, điều đầu tiên mà chúng con quan tâm đến đó là đại mạng lệnh của Chúa. Cũng tạ ơn Chúa là 3 năm, 4 năm về trước chúng tôi đã có chương trình như vậy rồi. Và vừa rồi đây mới có được pháp nhân xong. Và chúng tôi cũng nói thêm ra, các đệ tử Chúa này rất là lạ lùng. Có nghĩa là để cho mình cứ là không có nhìn tới, nhìn ngó gì đâu á. Trong vòng 10 năm, 11 năm nay, có 3 vị mục sư ở đây, với tôi đó là 4, còn thiếu mục sư Đặng Kim Tuyến thôi. 4 năm vừa, 11 năm vừa qua, không có một tổ chức nào đến để liên kết hay là cùng làm việc với Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam từ trong nước cho đến quốc tế. 11 năm. Nhưng mà rất là ngạc nhiên, đó là khi mà chúng ta chuẩn bị được pháp nhân, mà khi mà lòng chúng ta bắt đầu nói về truyền giáo, thì từ đó tới nay, mà đến ngày hôm qua nữa là 8, ngày hôm qua nữa là 8, là 9. 9 tổ chức đến với Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam nói chỉ một điều. Rất là lạ. Chú khiến cho 9 tổ chức này đến để liên kết với Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam chỉ một vấn đề. Đó là truyền giáo. Không phải ngẫu nhiên. Chúng ta thấy rõ ràng đây là ý của Chúa. Anh chị em có amen không? Chúng tôi nói như thế này này. Bồi linh nhá, tốt lắm. Nhưng mà không phải chúng ta không được bồi linh. Còn cái Chúa ở trên mạng bây giờ mở ra là biết bao nhiêu bài giảng. Bồi linh nhiều rồi. Té xuống đứng lên, té xuống đứng lên nhiều rồi. Mà nó vẫn vậy. Bồi linh là một điều cần thiết, nhưng nó không phải là tối quan trọng. Mà cái vấn đề ở đây là làm sao Hội Thánh bắt đầu khởi động lên để đi cứu người. Và từ đó nay là bây giờ là 8-9 tổ chức đến để mà liên kết với Hội Thánh chúng ta. Có một mục đích thôi, là chúng tôi truyền giáo để cứu người Việt Nam, hợp tác với các đệ tử Chúa để đi truyền giáo cứu người Việt Nam. Như vậy đó có phải là ý muốn của Chúa không anh chị em? Chúng ta nhìn thấy cánh tay của Chúa, nếu chúng ta không làm theo nữa là chúng ta sẽ bị bỏ lại. Tạ ơn Chúa vô cùng vì điều đó. Và chúng ta sẽ có một cái kế hoạch. Chúng tôi ăn năn rất nhiều về cái chuyện mà tổng hội đó không có quan tâm đến. Như vậy thì chúng ta đến hai vấn đề rồi nhé. Có những lý do sau đây, tại sao mà đại mạng lệnh của Chúa không còn được nói đến, không được coi nó là quan trọng? Thì có những lý do. Thứ nhất là lãnh đạo Hội Thánh địa phương. Hồi nãy chúng ta nói đây là nói các mục sư quản nhiệm, còn vừa tức thì đây chúng ta nói đến lãnh đạo tổng hội. Còn bây giờ chúng ta nói tiếp đi. Vấn đề thứ ba về phần các tín hữu. Chính vì lãnh đạo tổng hội, lãnh đạo các hội thánh địa phương không đẩy mạnh tinh thần hướng ra bên ngoài, thế giới hư mất, không có những kế hoạch cụ thể về truyền giáo, không có sự huấn luyện, không có sự sai phái, không có sự đầu tư cho truyền giáo. Vì vậy, tấm lòng của dân sự Chúa trong hội thánh cũng không quan tâm đến truyền giáo. Vì lãnh đạo đã không quan tâm thì dân sự cũng sẽ không quan tâm. Và vì vậy cho nên đại mạng lệnh của Chúa không được thực thi một cách đồng bộ. Hội Thánh ngủ đây hả? Sao thế amen chứ? Có đúng không? Ai nói là đúng được giơ tay dùng cái. Nếu các bạn bảo là sai các bạn phải trả lời tôi nhá. Bây giờ tôi hỏi lại là ai nói đúng đâu giơ tay coi. Còn ai nói không đúng thì trả lời tôi à. Thầy chích chích cái tay là thầy muốn giơ muốn không đúng không? Thầy Vinh đúng không? Giơ rồi bỏ xuống. Giơ nó phải đồng đội. Thì thầy làm chấp nhoáng như vậy. Ai mà thấy được. Nếu ai mà bảo lần sai phải trả lời tôi. Chúng ta nói lại với nhau là tín hiệu. À tại sao tín hiệu không đi? Hội Thánh cơ. Ông mục sư có bảo đi đâu mà đi. Ông mục sư có đưa cái chương trình người ta nói đâu mà đi. Đấy.
rồi là người lãnh đạo không đầu tư. À, có những người người ta có ơn truyền giáo, người ta đi khỏi cần lãnh đạo nói, à khỏi cần lãnh đạo bảo, khỏi cần có phát thúc đẩy hay là sai phái đặt tay gì hết, gặp đâu nói đó. Ai amen lớn thế? À, bác có lực như vậy không? Ơi, chú ban phước cho bác. À, có những người sinh ra là để nói về Chúa, ngộ như đó, tuyệt vời. Nào, hội thánh nào mà có người như vậy ấy, phước cho hội thánh đó. Vui mừng lên đi. Chúa ban cho ta lưng, mà cái ta lưng quý nhất ở trong hội thánh là cái gì các bạn biết không? Con người. Cái sự ban cho của Chúa ở trong các trường đại học học ấy, có các sự ban cho của Chúa. Một trong những sự ban cho quan trọng nhất, tối quan trọng đó là ban cho con người. Quyền năng Chúa không thiếu, tình yêu Chúa không thiếu, sự sức giàu Chúa không thiếu, tiền bạc Chúa không thiếu, nhưng mà Chúa thiếu con người. Hội thánh ngày hôm nay á, nhan nhản tín đồ nhưng mà thiếu con người, thiếu những con người của Đức Chúa Trời. Anh chị em comment không? Tôi nói từ trên xuống dưới nha, tôi nói từ cái nọ đến cái kia nha. Nhất nhiều, rất nhiều và rất nhiều người hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng mà thiếu người của Đức Chúa Trời. Người của Đức Chúa Trời khác với người hầu việc Đức Chúa Trời. Có những người đang làm công việc của Đức Chúa Trời nhưng mà không có tấm lòng của Đức Chúa Trời. Anh chị em có amen không? Cho nên Chúa rất nhiều người Đức Chúa Trời, con người hầu về Chúa nhưng mà thiếu người Đức Chúa Trời. Có rất nhiều người nhưng mà cái người mà dám lăn xả ra đi mà truyền giáo ít lắm, đếm trên đầu ngón tay, rất là khó. Thế thì bây giờ chẳng lẽ hội thánh phụ thuộc vào mấy người đó? Mấy người đó, ai mà hội thánh nào mà có mấy người đó là phát triển lắm anh chị em. Tạ ơn Chúa đi. Cái người đó lây lan ra, đi đâu nói đó, bị chửi cũng nói. Mà ngồi là Chúa sinh ra như vậy, không cần dò mặt, bị chửi vẫn nói. Mà lì lắm anh chị em, mấy người đó đó. À, mà có ơn lắm. À, nhưng mà nói đôi lúc cũng hay nói ẩu nữa. Dân truyền giáo là vậy. Truyền giáo mà không được huấn luyện là nó vậy. Nó khác với ông mục sư. Ông mục sư thì chuẩn nhất, ông giáo sư là chuẩn trong lời Chúa lắm. Ê, ông mục sư cũng chuẩn, nhưng mà người truyền giáo đôi lúc vậy. Nhưng mà như vậy là tốt rồi. À, nhưng mà chúng ta xem này. Những người mà đầy ơn như vậy đó ở trong hội thánh có đâu? Có hội thánh không có. Đấy. Còn có hội thánh có, đến cái đầu ngón tay có những người mà như vậy. Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Đó là những người lãnh đạo phải ưu tiên huấn luyện, có một phương cách để giúp đỡ cho những người khác. Đó. Rồi bây giờ tôi hỏi cái này nữa nè. 1.000 người hoặc là 100 người tín đồ mới có được một người, có nghĩa là đi đâu nói đó. Có nghĩa là nó sẵn trong lòng rồi, bất kể đi đâu cũng vậy là nói về Chúa. Còn lại tất cả mọi người, hầu như đa số nha, là không dám nói, không nói về Chúa. Các bạn có biết lý do sao không? Lý do tại sao mà không dám nói về Chúa không? Sao? À, một lý do mà tôi nghiên cứu những ngày tháng tôi bước đi với Chúa, đó là sợ, mắc cỡ, ngại, sợ bị chửi, sợ mất bạn. Tự nhiên mình đang chơi với nó, nó chưa biết mình đi theo đạo, hoặc là nó biết mình đi theo đạo rồi, nhưng mà với điều kiện đường ai nấy đi. Còn giờ mình mà nói về Chúa cho nó mà rủ nó đi là nó bye bye mình luôn. Đấy. Rồi là nói với dòng họ cũng vậy nữa. À, dòng họ đang rất tôn trọng mình, họ đi, mình đi theo Chúa mà họ không nói gì hết, thế là êm lắm rồi. Mình cho rằng cái vấn đề mà mình đi theo Chúa mà họ không nói gì là tốt lắm rồi, mừng lắm rồi, làm sao còn dám nói nữa. Đây là cái này, sợ ở dòng họ, sợ ở những người ngoài. Đi ra bên ngoài nhìn thấy một người lạ, à, cũng muốn hội thánh bảo truyền giáo, cũng muốn nói lắm, nhưng mà không biết nói cái gì. Nhưng mà nhìn mặt họ thấy cái bà này, ông này nhìn không ổn, nói còn chừng bị chửi này, bắt đầu là không dám nói. Thế xong rồi á, nếu mà có mạnh dạn mà nói á, nói luôn loanh quanh, nói gì, em tin Chúa đi, chị tin Chúa đi, Chúa quyền năng lắm, Chúa yêu thương lắm, đi theo Chúa được phước lắm. Đấy. Đến với hội thánh đi, hội thánh chị ở chỗ này chỗ kia này, đến với Chúa đi, Chúa ban phước cho. Nói cách như là, nói một cái cách là nói chung là dễ chịu nhất, để cho người ta không chửi. Để nghe mà phước thì ai chửi đâu.
Anh em có amen không? Nghe mình nói đến hội thánh được phước là cái mừng quá rồi. Đây. Và cuối cùng hội thánh chất gánh nặng lên là vì vậy đây. Người ta đến hội thánh ầm. Đến để mong phước. Mà không thấy phước đâu chửi. Đi. Còn lại người nào mà o bế, cố gắng để o bế á, thì còn tồn tại. Nhưng mà họ tồn tại á, nhưng mà không bao giờ trưởng thành. Hãy nhớ kỹ, các bạn để ý đây. Không bao giờ trưởng thành. Rất khó. Chỉ trừ khi nào một phép lạ siêu nhiên của Chúa đến trên đời sống của họ, Chúa gọi họ, thì lúc đó mới trưởng thành. Còn không như là họ cứ eo ặt. Thì từ Chúa bao nhiêu năm cũng vẫn vậy thôi. Như vậy hội thánh không thể phát triển được. Thì bây giờ cái giải pháp là cái gì đây? Chúng ta đọc tiếp đi. Hai La Mã giải pháp. Một nhỏ, về phần lãnh đạo các hội thánh. Lãnh đạo các hội thánh tập trung xây dựng ban ngành, củng cố hội thánh là điều đúng, nhưng phải cần có chương trình để đầu tư cho truyền giáo bằng những kế hoạch cụ thể. Lãnh đạo không ra đi được thì phải sai phái dân sự ra đi truyền giáo. Lãnh đạo không ra đi được thì tấm lòng phải ra đi, cầu nguyện cho những người ra đi, dâng hiến cho những người ra đi, đầu tư cho những người ra đi. Kêu gọi hội thánh cùng đồng lòng cho mọi hoạt động của truyền giáo, để truyền giáo tại địa phương vào truyền và truyền giáo sai phái làm giáo sĩ, và sai phái giáo sĩ đi ra biệt phái cho những tỉnh thành chưa có hội thánh, các quốc gia mà Chúa kêu gọi. Amen. Rồi, bây giờ trước khi nói tiếp thì tôi thấy quý vị nhìn tôi lại rất là êm dịu, rất là dịu dàng. Tôi nói là tôi rất sợ những ánh mắt dịu dàng khi tôi giảng. Các bạn cứ nhìn thẳng vào mặt tôi đi, cá đôi mắt đi. Chứ còn quý vị dịu dàng quá là tôi sợ. Các vị êm ái, còn có người nhìn tôi bằng có nửa con mắt đó. Có người còn có 1/3 thôi, rất êm dịu. Thôi nào, chúng ta cùng đứng lên. Nào, xin mời ban thờ phượng, mời mình đứng lên thờ phượng dùng người khen bài bài đi. Cho một sư xin một chai nước. Cảm ơn luật sư. Vỗ tay lớn tiếng lên. Ông trời rơi, nâng cao lên. Ô vinh quang đang đến. Ơi ca của đời đời, nâng cao lên. Ô vinh quang sẽ to. Hôm nay, tôn vinh Giêsu, tôn vinh và Chúa Chúa, chúng con bày tỏ lòng này. Hãy vỗ tay lên nào.
他今天的路，别开心所以不然去你，别开心所以不然去你，该打发单，该打发单，不想发兵马不合，该打发兵不会当上该往大汉，为鬼当西高处不念地不记住哈利路亚，哈利路亚，共有都我人权，共有都我人权，谁无法是基督，因爱拉出你的公平不对，共有都我人权，谁无法你是因爱拉出你的公平不对，谁无法沙龙你安上不对，谁无法基督共同分拆多方共主高共对天，耶和华撒玛就能点心，耶和华让花的血泪回荡，把宝藏捧给他，耶和华这一生在盛开，有多大的爱会变成多塞，红尘对白挂满各个胸口，共有救恩在耶和华祈祷，共救恩共对天啊，耶和华撒玛就能点心，耶和华让花的血泪回荡，把宝藏捧给他，耶和华垂下的圣盖，隆重大礼啊，会被他挂彩，红尘对白挂满各个伤口，共有救恩在耶和华祈祷，共有。有中国人说这和华是基督，比爱拉中的人公平不对，有中国人说这和华是天使，比爱拉可惜就与爱对抗，有吗这和华沙龙比难比难上不住，这和华是基督，如果我们再多看能出发当归开流啊，耶和华撒玛就能连线，耶和华撒玛的血泪变成法宝当蒙开他，耶和华说你真的算开，当归到底安慰被他关塞，我的对白挂满了不相开，共要修复在耶和华膝盖，共修复共对面，耶和华撒玛就能连线，耶和华拉法的血来愿等法宝当红盖当，耶和华是你真实圣盖，我的大地安徽被坦克塞，我的对白挂满了个胸口，共有胸口在耶和华祈祷，热情谁来呢，热情谁来，我可能拆包连个修团嘞，连个修团有连龙当对我，热情谁来闹，热情谁来，你留下连连包你不会就是苦的一个非常好老，热情谁来老哥能谁保护天国修坦灵，天国修坦灵老哥对我，热情谁来，热情谁来，你留下连带毛流不热烈，我摘白上龙哥摘脸摘脸，难得我的当官来了谁也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 天对车太对领龙岗对门，热天晒人你留下点点抱你们，热天这才迈向龙岗，晒人晒人让对门更困难，晒人晒人为天有耶稣，谁人谁人
bao vui mừng. Đến với Chúa Thánh Linh, đến với Chúa Thánh Linh, lòng con tươi vui. Lửa thiên cháy lên, tình yêu cha đến đem bao niềm vui. Cho dù cuộc đời có tràn bao lo âu. Lửa thiêu cháy lên, lòng con đã cháy bao vui mừng. Đến với Chúa Thánh Linh, lòng con tươi mới. Lửa thiêu cháy lên, tình yêu cha đến đem bao niềm vui. Lửa đến luôn cháy, lửa đến, lửa cháy mãi trong lòng con. Cháy lên, cháy lên, làm đời mới còn con ngày ơi. Cháy lên, cháy lên, vì tình yêu Giê-xu. Cháy lên, cháy lên, vì nhau cứu vớt ta tội nhân. Lửa lửa, lửa cháy mãi trong lòng con. Lửa kia, lửa cháy mãi trong lòng con. Lửa kia luôn cháy mãi trong lòng con. Alleluia, Alleluia. Mời các đền cho Chúa chúng ta ăn cả. Các bạn đỡ buồn ngủ chưa? Đừng ngủ nhé. Ồ, hôm nay chúng ta dừng ở đâu rồi? Một nhỏ của hai La Mã đúng không? Một nhỏ hai La Mã. Ờ đúng rồi đây. Ờ hồi nãy chúng ta nói là các mục sư quản nhiệm á, họ rất có ơn truyền giáo. Nếu mà không có ơn truyền giáo thì khó mà có hội thánh. Nhưng mà vì cái lý do là sau đó thì có những cái vấn đề cần phải làm để tập trung vào trong, tập trung vào trong, tập trung vào trong để kiện toàn hội thánh. Điều đó là hoàn toàn đúng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta chỉ huấn luyện là môn đồ hóa này cho hội thánh này. Nhưng mà hội thánh đông thì chúng ta có thể huấn luyện để cho ra đi truyền giáo được không? Lãnh đạo không đi được thì lãnh đạo huấn luyện. Hội thánh có amen không? À, cái vấn đề ở đây á là chúng ta gửi đi học đủ thứ trường hết đó. Bồi linh đủ kêu hết đó. Nhưng mà không có cái trường nào mà dạy cho người ta đi truyền giáo. Bồi linh cũng vậy nữa. Bồi truyền giáo là trách nhiệm. Ít khi nào giảng truyền giáo mà bốc lửa được lắm các bạn. Cho nên khi mà đi bồi linh là người ta giảng về thánh linh rồi giảng đủ thứ cả. Nhưng mà truyền giáo thì nói chung là trách nhiệm mà. Là phải làm mà. Giảng cái gì mà được thích nghe lắm. Hội thánh có amen không? Giảng cái gì mà được nhận thích nghe. Giảng cái gì mà phải làm với bộ nó khó. Nếu như mà bây giờ ông Phi-e-rơ mà Chúa làm cho ông một cái bầy cá cho ông nhìn thấy, nó dễ vô cùng so với cái việc mà ông phải thả lưới xuống. Nhưng mà thả lưới xuống chỗ nào? Ngay bờ. Có ra sâu một tí nữa thì nó cũng vẫn là bờ. Mà cả đêm rồi. Đấy. Có nghĩa là ý muốn của Chúa nó ngược lại với lại những cái gì mà ông thích. Bây giờ nếu như Chúa cho ông một bầy cá tốt hơn mấy. Nhưng mà ở đây ông vâng lời. Ông vâng lời cho nên là phép lạ xảy ra. Bây giờ chúng ta, những người mục sư quản nhiệm, xin hãy lưu ý điều này. Nếu chúng ta không có một kế hoạch để huấn luyện cho hội thánh, tôi phải ăn năn rất nhiều trong những ngày vừa qua. Trong đó có tôi trong đây, chứ không phải là không có. Chúng ta phải đầu tư, phải sai phái, huấn luyện, và phải nói là dành rất nhiều thời gian. Những ngày vừa qua tôi giảng cho truyền giáo, cầu nguyện cho truyền giáo, thờ phượng cũng nói về truyền giáo, huấn luyện cũng truyền giáo, tất cả mọi cái dành cho truyền giáo ưu tiên để cứu người. Cho nên là vấn đề ở đây còn lại là lãnh đạo không đi được thì lãnh đạo sẽ huấn luyện và sai phái. Những người lãnh đạo có amen không? À, chúng ta sẽ sai phái. Rồi, lãnh đạo không đi được thì như mục sư Đoàn Tiến Dũng có nói rồi. À, Đoàn Tiến Dũng
lính nào không đi được thì lời cầu nguyện cũng phải ra đi. Có đánh qua men không? Cầu nguyện cho truyền giáo, có mấy khi cầu nguyện truyền giáo đâu, còn cầu nguyện cho nhu cầu của bệnh chết không à? Không đi được thì lời cầu nguyện cũng phải ra đi, tiền cũng phải ra đi. Có đánh qua men không? Tiền thì lo gây dựng hội thánh không à? Tiền thì lo để thăm viếng mấy cái người bệnh không à? Bệnh hoài, không bệnh không có được thăm viếng. Nhưng đầu hết thì cái linh bệnh tật nó lan hoài, hết thăm người này thăm người kia suốt ngày bệnh. Ma quỷ nó có cách của nó. Hội thánh nào mà liên tục có người bệnh đâu, xin vui lòng giơ tay coi. Không ai à, một liên tục có người bệnh. Công bố linh bệnh tật đi ra, cái linh ăn xin đi ra, rồi cái linh nhõng nhẽo đi ra, linh lừa dối đi ra hết. Các bạn ấy vào trong đó giảng làm sao phải giảng về ăn năm tội. Anh chị em có comment không? Chút nữa chúng ta sẽ nói này. Tín đồ không biết sợ hãi là gì. Tôi giúp các đệ tử Chúa có một cái phương cách không biết sợ hãi là gì. Làm đúng với phúc âm, đúng với lòng người ta. Đấy. Nếu không á, là tín đồ coi như là suốt ngày bệnh. Tai quả, cái linh tai quả đến, cái linh bệnh tật nó đến. Đến quay. Mà cái linh nghĩa là hờn dỗi này, nhõng nhẽo này, con đỏ này. Cái linh con đỏ nó cũng có nữa anh em. Thích làm con đỏ quay. Làm con đỏ được bồng ấm, được chiều chuộng, được săn đón. Làm người trưởng thành cái là bị đi hoài à. Làm người trưởng thành là bị nói. Muốn trưởng thành là người ta phải phê bình, người góp ý là không chịu. Đó. Bắt đầu dãy ra, bỏ đi. Bỏ đi xong thì mục sư lại phải đến. Ôi mà ai đi cái đó tôi cho đi luôn. Xong rồi tôi cầu nguyện. Không, chưa nghe chưa hết. Mình ưu tiên chứ. Anh chị em comment, đây là phương cách để dạy dỗ. À, mình ưu tiên chứ. Nó đã thích đi rồi nên phải để nó đi chứ. Nó đã thích được không cấm được đâu. Các bạn nhớ câu chuyện của con trai hoang đàng không? Lòng nó đã quyết rồi. Nếu mà cản nó bảo, tại cái ông già này nè, tại cái thằng anh này nè, không tôi là bây giờ đời tôi vi vu rồi. Cứ cản của ai? Ở nhà có được cái gì đâu? Ở nhà nhỏ bé, ở nhà không có học được cái gì hết. Người ta bảo đi một ngày đàng học một sang khôn. Ông cứ giữ mình ở nhà chắc nên chịu không à? Đấy, không cho đi nó nghĩ vậy đấy. Nhưng mà cho đi. Nhưng mà người cha có trông nó về không? Người cha có trông mong đứa trẻ đứa nó về không? Đấy. Người cha trông mong nó về. Nhưng mà người cha phải biết cách xử lý. Cứ để cho nó đi. Nó đi chán rồi nó mới so sánh. Thì không thấy chẳng có chỗ nào bằng yêu nó bằng cha nó đâu. Anh chị em comment không? Nếu mà chúng ta có tình yêu thật. Rồi dần dần Chú có cách để Chú dạy nó. À, cái điều quan trọng nhất là Chú có cách để Chú dạy nó. Cho nên hồi nãy tôi có nói là Chú bảo với tôi là con thăm viếng họ không tốt bằng ta đâu. Con dạy họ không tốt bằng ta. Con khích lệ họ cũng không tốt bằng ta đâu. Con cầu nguyện đi. Thánh Linh Chú cho tôi cái hình ảnh Thánh Linh luôn. Lúc đó là tôi, cái hình ảnh Thánh Linh nhá. Tôi xin lỗi nhá. Nó giống như là cái vòi của những con bạch tuộc anh chị em. Mình cầu nguyện như Chú vươn tới, Chú vươn tới, Chú vươn tới trên cả thế giới này luôn. Cầu nguyện ở đây. Nhưng mà Hà Nội cũng được nhận. Cầu nguyện ở đây nhưng mà người bên Mỹ vẫn được nhận cái sự lời cầu nguyện của chúng ta. Bởi vì Thánh Linh ở khắp mọi nơi. Và từ cái ngày đó bắt đầu chức vụ tôi theo một hướng khác. Tôi không có phải đôn ba nữa. Thay vì như vậy, cuối cùng tôi đẩy mạnh cái vấn đề cầu nguyện. Cầu nguyện cuối cùng chính mình cũng được gây dựng nhiều. Anh chị em comment không? Mà Thánh Linh cũng có cơ hội để hành động nhiều. Và mình bớt chạy, bớt phải làm. Đấy. Và Hội Thánh được gây dựng. Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam bây giờ cũng vậy. Tôi không đi đến được nhưng mà tôi cũng luôn luôn cầu nguyện để xin Chúa thăm viếng. Vậy thì bây giờ chúng ta trở lại. Các bạn khi nào mà tôi lại lạc đề, tôi bùi linh cho các bạn nói lên giùm tôi nhé. Chúng ta phải triển khai cho nó hết. Chứ là tôi này ấy lên là tôi bùi linh cho các bạn, thế là bắt đầu là hết giờ nữa. Không về cũng như không. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải có kế hoạch, những người lãnh đạo đó. Nào những người lãnh đạo, bây giờ không có nói không? Các bạn có sẵn sàng bắt đầu ra kế hoạch truyền giáo cho Hội Thánh mình không? Sẵn sàng có kế hoạch đầu tư, huấn luyện. À, ai sẵn sàng đâu xin vui lòng giơ tay. Để Hội Thánh được ra đi. À, cảm ơn các bạn. Hội Thánh được huấn luyện. Để chiên huấn luyện. À, được huấn luyện thì họ sẽ ra đi. Thế bây giờ huấn luyện cách nào? À, còn đây về phần lãnh đạo tổng hội nữa nào. Lãnh đạo tổng hội cũng sẽ này, kêu gọi thúc đẩy tinh thần truyền giáo bằng mọi cách.
qua các kỳ hội thảo huấn luyện truyền thông, qua phòng Zoom, tập chú vào ba mục tiêu. Đấy, tập chú vào ba mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là cầu nguyện cho truyền giáo, giảng dạy về truyền giáo và dâng hiến cho truyền giáo. Về phương diện tổng hội, chúng tôi đã thường trực ban điều hành đồng hội đã đưa ra một quyết định từ nay cho đến ngày không biết bao giờ sẽ làm ba điều đối với những sinh hoạt của tổng hội, hội thánh địa phương hay là sự khu vực. Nếu hiệp một với tổng hội, hiệp một với tổng hội đây là hiệp một với Chúa, bởi vì tổng hội đang làm một cái chuyện mà Chúa muốn, đó là truyền giáo thì làm theo, còn nếu không tùy. Làm ba điều thôi: cầu nguyện cho truyền giáo, huấn luyện truyền giáo, giảng dạy về truyền giáo và dâng hiến cho truyền giáo về phương diện tổng hội. Còn tất cả một nhu cầu khác chúng ta có, chúng ta vẫn đưa ra một cách nào đó để cầu nguyện. Những cái khác cần có anh chị em, cần có nhưng nó phải là thứ yếu. Giảng dạy về truyền giáo, đó là lý do tại sao có thể tới Chúa coi trong Zoom. Từ ngày đó giờ là trong Zoom là 5 phút đức tin cũng truyền giáo. Ai không nói về truyền giáo là bị phê bình ngay. Đấy, giảng ngày tối thứ hai cũng truyền giáo. Và kể cả tổng hội đây giảng dạy cái gì, các đệ tớ Chúa nói cái gì thì nói, cuối cùng các đệ tớ Chúa cũng nói về truyền giáo. Nên qua men tổng lực, từ tổng hội cho đến hội thánh địa phương, tổng lực truyền giáo, dâng hiến cho truyền giáo, và cầu nguyện cho truyền giáo, huấn luyện cho truyền giáo, giảng dạy về truyền giáo. Thì hỏi xem, đại mạng lệnh của Chúa là một điều tối quan trọng nhưng mà hầu như không có giảng dạy, không có nói, không có nói, nói phớt qua thôi. Nói không đủ, truyền giáo là một cái điều quan trọng, phải huấn luyện cho họ thì anh em mình mới đi được. Lỗi này á, tín đồ không đi á, là lỗi của lãnh đạo. Lỗi này là của chúng tôi. Chúng tôi đã phải ăn năn nhiều rồi. Suốt hơn 2 năm vừa qua, thường trực ban điều hành tổng hội đi khắp mọi nơi, nếu Chúa cho phép, đi qua cả nước ngoài đi học, lấy một công cụ tốt nhất. Tôi hôm nay tôi tiết lộ cho các anh chị em biết rằng tổng hội không thờ ơ. Chúng tôi muốn có một công cụ tốt nhất để cung cấp cho con cái Chúa, để họ đi ra họ truyền giáo. Công cụ ở đây nói là cái phương cách, với anh chị em không phải xe cộ đâu nhá. Tôi ra ngoài Hà Nội tôi nói cái công cụ một cái là ông mục sư kia, mục sư ơi công cụ, mục sư nói cẩn thận, người ta nghĩ là xe kia kìa. Ngày xưa anh chị em biết không, muốn đi truyền giáo phải cho tôi cái xe. Đấy, tôi mới đi truyền giáo. Công cụ ở đây có nghĩa là chúng ta đi ra, chúng ta sẽ áp dụng cách nào, chúng ta nói như thế nào, đó là công cụ. Anh chị em có amen không ạ? Quên đấy. Nãy giờ tôi không nói kỹ là các mục sư, quý vị là tưởng là ban điều hành đi khắp mọi nơi để học, để xin công cụ, để xin xe. Không phải đâu nhé. Đúng rồi. Thầy nói đúng. Các mục sư ngoài kia nói là mục sư sửa lại chứ công cụ, tôi nói không. Còn nếu như nói xe, tiền, nhà cửa, nó là phương tiện, nó không phải là công cụ. Anh chị em có amen không? Nó, khi nào á mà đi đào đào khoai lang thì cần gì? Cần cuốc, cái đó mới gọi là công cụ. Đó là công cụ, đó là dụng cụ. Về phần lãnh đạo tổng hội thì như vậy đi ha, huấn luyện này, dấy lên tinh thần bằng lời Chúa trong hội thánh. Rồi, một sư đọc dùng phần ba nhỏ đi. Ba nhỏ về phần các tín hữu được các cấp lãnh đạo huấn luyện về truyền giáo, thực hiện đại mạng lệnh của Chúa là sứ mạng quan trọng nhất trong tất cả mọi sứ mạng, được cung cấp những công cụ cần thiết để truyền giáo hiệu quả, đặc biệt được huấn luyện để dân sự được giải phóng ra khỏi sự nhút nhát, sợ hãi, để mặc lấy sự can đảm, dạn dĩ và y quyền thuộc linh Chúa ban cho, để đối diện với thế gian mà không chút sợ hãi. Rồi, về phần tín hữu thì được các cấp lãnh đạo huấn luyện về truyền giáo này, thực hiện đại mạng lệnh của Chúa là sứ mạng quan trọng nhất trong tất cả mọi sứ mạng. Bao giờ mà tín hữu coi rằng cái vấn đề truyền giáo là một sứ mạng? Sứ mạng ở đây là gì? Sứ mạng là việc mình cần phải làm, nói tại như thế. Đó là điều mà tối quan trọng mà mình việc cần phải làm, đó là gọi là sứ mạng, cần phải thực hiện. Thì bao giờ mà tín hữu coi rằng truyền giáo là một sứ mạng quan trọng cho cuộc đời của mình thì lúc ấy hội thánh mới phân hưng. Bây giờ chúng ta có quá nhiều việc để làm đúng không? Từ tín hữu cho đến lãnh đạo có quá nhiều việc để làm ở nhà, mà truyền giáo hay là đại mạng lệnh của Chúa là thứ yếu, thì như vậy nó không thể nào phân hưng được. Trong cái
tâm niệm của con cái Chúa, đi đâu cũng vậy, cứu người, đi đâu cũng vậy, cứu người, gặp người là nói, gặp người là nói, người chưa quen cũng nói, người quen rồi cũng nói. Tất nhiên ở đây các bạn, chút nữa tôi sẽ giúp đỡ trong hôm nay và ngày mai, có thể ngày mai mới có thời gian, tôi giúp các bạn một cái cách để các bạn ra khỏi sự sợ hãi. Không biết sợ là gì, nhưng các bạn phải tập luyện. Hội thánh chúng tôi đang tập luyện, các bạn đang tập luyện mà đúng với ý muốn của Chúa, đúng với lòng của con người luôn, không biết sợ là cái gì hết, can đảm và mình nói chuyện có logic, không có gì sợ hết. Đây là cái mà Chúa, chúng tôi sau một thời gian đi tìm các công cụ, chương trình JCI, chương trình J12, chương trình EE, chứng đạo sâu rộng, chương trình CBM, tất cả mọi chương trình nó dài lê thê. Kể cả bây giờ sắp tới đây chúng ta sẽ được cung cấp cái chương trình truyền giáo 4 kênh đồng. À, đó là điều tốt. Chúng ta hợp cái nào chúng ta sẽ dùng cái đó. Đó là bên này, cái đó cũng là một cái công cụ, đây là phương cách thôi. Chút nữa hoặc ngày mai tôi sẽ cung cấp cho các bạn một cái phương cách không biết sợ là gì, nhưng với điều kiện hội thánh địa phương, những người quản nhiệm xin vui lòng về nhà tập luyện cho con cái Chúa, tập qua tập lại, sau một thời gian các bạn sẽ không sợ đâu. Các bạn có amen không? Còn nếu mà thiếu cái cách để làm, xin vui lòng điện cho tôi sẽ hỗ trợ. Cái cách mà chúng ta phải ra khỏi sợ hãi cái đã. Tại sao các tín hữu không dám nói về Chúa là bởi vì họ không sợ, họ sợ hãi, họ không có phương cách, họ không biết nói cái gì, họ gặp rồi họ không biết nói làm sao, rồi họ nói họ sợ bị chửi, họ sợ đủ thứ cả phản ứng của người bên ngoài. Nhưng mà hôm nay hoặc ngày mai tôi sẽ giúp các bạn cách là nói mà không bị chửi. Tôi đảm bảo với các bạn, nói mà không bị chửi, chứ không phải là không sợ. Mình nói là tôi giúp các bạn không sợ nhá, nhưng mà sợ cái sợ nó sợ từ đâu, sợ ra làm sao mà giúp được. Nhưng mà tôi giúp các bạn là nói mà không bị chửi. Các bạn có amen không? Các bạn có hào hứng được điều đó không? Các bạn đi hội thánh của mình, ai cũng dám nói về Chúa cho người khác mà không bị chửi, chứ không phải là không sợ, không bị chửi. Đấy, thì cái này chúng ta sẽ phải, cũng phải, tôi nói đây nó hơi gọi là hơi sớm này. Tôi đợi hội thánh nhỏ bé chúng tôi thành công thì các bạn sẽ thấy tất cả mọi người thanh niên giờ họ nhắc nói về Chúa vô cùng, nhưng mà một thời gian sau tôi đảm bảo rằng sẽ không bao giờ sợ. Ở trong ngày hôm nay với ngày mai chúng ta sẽ nói đến ha. Về phần các tín hữu thì làm sao này, đặc biệt huấn luyện để dân sự được giải phóng ra khỏi sự nhút nhát, sợ hãi, để mặc lấy sự can đảm, giảm dí và uy quyền thuộc linh Chúa ban cho để đối diện với thế giới mà không chút sợ hãi. Rồi bây giờ tôi biết là các bạn mệt rồi nè. À đấy, ngáp như thế. trước khi nói tiếp, tôi hỏi nữa nè. Vì hôm nay có một số người không có mặt trong ngày hôm qua, hôm kia. Các bạn muốn tôi lúc nào cũng phải là chỉnh chu, lúc nào cũng phải đường bệ ra vẻ một ông tổng quản nhiệm, ăn nói kính thưa kính gửi, rồi là phải nói chung là rất là có vẻ như là bài bản. Các bạn thích tôi phải là như thế hay là các bạn thích tôi rất là bình dân, dân dã? Tôi gọi các bạn là các bạn anh em bình thường. Các bạn thích cái nào giống như vậy nè? Các bạn thích cái nào, cái gì? Cái gì ạ? Bình thường hả? Bình thường nhưng không tầm thường. Khi cần như vậy trong đại hội, trong các sự kiện hay là đối diện với đối ngoại, tôi phải làm, tôi làm được. Nhưng mà tôi không thích. Tôi không thích com lê cả và tôi không thích lúc nào cũng phải đường bệ ra vẽ này kia, tôi không thích. Tôi muốn ra khỏi cái vỏ bọc đó, tôi muốn sống đơn sơ. Anh chị em có amen không? Nếu mà anh chị em thích thì tôi tiếp tục đơn sơ. Còn nếu mà anh chị em không thích, một câu tôi cũng chuẩn bị. Tôi nói câu nào không thừa, không thiếu luôn á. Không có giỡn, không có đùa. Các bạn có amen không? Vậy các bạn thích cái nào cứ nói nha. Tôi thích đơn sơ, tôi bị phê bình rồi. Tại sao tôi hỏi? Là bởi vì mới đại hội, hội nghị vừa qua này tôi bị phê bình. Không phải, xin lỗi cái vị mục sư đó. Vị đó không phải là phê bình mà giống như là góp ý. Góp ý thôi, góp ý là điều tốt. Đó là mục sư đã muốn tôi tốt thôi, chứ không có gì. Mục sư ơi, em rất là thương mục sư và em có cái điều này muốn nói. Xin mục sư thông cảm nhé, đừng nghĩ em có ý gì mà không. Tôi rất cần lời góp ý. Mục sư là một giáo hội trưởng. Đấy, cho nên là mục sư đôi lúc mục sư có vẻ như là nó đơn sơ quá. Mục sư dùng cái từ bạn nó không xứng hợp đâu. Đây là nguyên văn nhé. Mục sư dùng cái từ bạn nó không xứng hợp đâu. Đấy, cho nên là lên TV được các nơi này kia, người ta nhìn một giáo hội trưởng như vậy. Còn một lần nữa tôi hát mà tôi nhảy múa, còn có người nói sao giáo hội trưởng như đâu mà nó không có
Nó không có thể diện gì hết. Đó. Và tôi nói với anh chị em là tôi bất kể là ai, tôi ra mắt Chúa tôi chỉ cần biết Chúa của tôi thôi. Tôi nhảy múa để đẹp lòng Chúa, chứ tôi không đang nhảy múa vì cớ nhu cầu của tôi. Không phải tôi thác loạn, không phải vì tôi là người tưng tưng. Mà vì cớ đó, là Chúa muốn chúng ta thờ phượng Chúa một cách năng động và yêu Chúa thì nhảy múa. Không có ấy được. Anh chị em nhớ cái câu chuyện của cái người què cửa đẹp không? Cái người què cửa đẹp các bạn nhớ không? Sao không nhớ? Nhớ thì nói nhớ dùng cái. Các bạn cứ im thì tôi không biết các bạn còn thức với tôi không? Tôi không nói chuyện với người ngủ đâu nha. Ở trong đền thờ ngày đó là nghiêm túc hay là sôi nổi như này? Hôm qua tôi có một nghe ai nói nhỉ? Ai nói nhỉ? À, một sư Lê Khắc Hiệp. Ông đứng đây ông giảng. Ông ngũ tuần là thế đấy. Ngũ tuần là phải ồn ào. Ồn ào mới là ngũ tuần. Không ồn ào thì không phải là ngũ tuần. Tôi nhớ lại câu chuyện của ông Châu Giang Ghi. Ông Châu Giang Ghi, ông có cái hội thánh nó gần cái cơ sở của Trung ương. Xong rồi ông đi ông nộp hồ sơ gì đó. À, hội thánh này đấy hả? Hội thánh này đấy hả? Hội thánh ồn ào đấy hả? Đấy, ông bảo đúng rồi đấy. Hội thánh ồn ào là hội thánh của tôi Châu Giang Ghi ấy. Mà lớn nhất thế giới đấy. Hôm qua một sư hiệp nữa. Cho nên chúng ta thờ phượng Chúa. Ủa tôi đang nói gì mà tôi liên lạc ở đây vậy? Không, bạn mà nói hồi nãy rồi cái gì ạ? Vâng. À, nhớ các bạn, vậy là các bạn ngủ rồi nhé. Tôi còn nhớ, tôi nói cái câu chuyện ông người què cửa đẹp. Thế mà không ai nhớ gì cả. Tôi nói cái kia ở trước rồi. Đền thờ lúc đó là nghiêm túc hay là như này? Ngày xưa, ngày ở cái thời kỳ đó là coi như luật pháp mà. Tất cả mọi cái nó còn nghiêm hơn cả nhà thờ Công giáo bây giờ. Đấy. Thế nhưng mà vừa người què, khi mà được chữa lành thì làm sao? Kinh Thánh bảo sao? Vừa đi nè, vừa nhảy nè. Đấy, miệng thì hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Không biết có vỗ tay hay không thì không nói. Anh em biết ồn ào không? Tại sao làm thế? Chúng ta biết rồi. Tại vì ông sung sướng quá. Tôn giáo, các thầy tế lễ, các thầy thông giáo ngày nào cũng vậy đi ngang qua có làm gì được cho ông đâu. Cho ông vài đồng xu lẻ cho ông ăn rồi ông què tiếp. Có được cái gì cho ông đâu. Nhưng bây giờ có ai đó, một đấng nào đó đã có quyền năng làm cho ông hết què, hết phải đi ăn xin. Không những như vậy ông lên thế ta, ông mừng quá. Thì ông nhảy múa thôi, tôn giáo là cái gì hết. Bây giờ tôn giáo, thầy tế lễ thượng phẩm cũng là cái gì hết. Khi mà quyền năng của Chúa đổ xuống á, khi mà phép lạ của Chúa xảy ra đó, tôi nói anh chị em á, người ta không còn ca ngợi mấy ông mục sư nữa đâu. Người ta ca ngợi Chúa, không có ca ngợi một cái tôn giáo nào hết á, mà người ta ca ngợi Chúa thôi. Người ta thấy sự vinh hiển của Chúa thôi, tất cả mọi cái rào cản của tôn giáo bị xé bỏ hết. Tất cả mọi sự trở nên áo nhớp. Chúa mới là vinh hiển. Anh chị em comment không? Tại sao người què, cái người què là cái kẻ ăn xin, kẻ không có tiền, kẻ thấp kém vào đó mà làm gì có cơ hội mà phải dám vào đó mà nhảy. Nhưng mà rồi nó khi quyền năng của Chúa đổ xuống rồi, tất cả mọi người trở nên nhỏ bé trước mặt ông. Ông chứng kiến cuộc đời ông nằm ở đây, ngồi ở đây bao nhiêu năm rồi. Tất cả những con người bệ vệ này đi ngang qua, đạo mạo này nói nhiều điều tốt lành nhưng không làm được cho ông hết què. Nhưng mà quyền năng của Chúa đã làm cho ông hết. Và ông thấy rằng Chúa, cái đấng nào mà làm cho ông hết đi, cái đấng ấy vĩ đại vô cùng so với những con người này. Hôm qua mục sư Lê Khắc Hiệp bảo là khi nào mà oxy chết đi rồi, lúc đó người ta mới không nhìn vào oxy nữa. Người ta mới nhìn thấy được vinh quang của Chúa. Anh chị em có comment không? Còn oxy mà còn đó, nó che khuất hết rồi, thấy oxy là tuyệt vời rồi, không thấy Chúa đâu cả. Nhưng mà khi oxy bị chết rồi, lúc đó ông mới thấy được cái vinh quang của Chúa. Mà ngày hôm nay đó, không thấy Chúa đâu á, là người ta thấy tôn giáo to lắm, thấy ông mục sư này giỏi lắm, thấy ông này, thấy giáo hội này to lắm. Nhưng mà vì cái vinh quang của Chúa đổ xuống rồi á, người ta không thấy mấy cái điều đó nữa. Anh chị em comment không? Thấy Chúa là vĩ đại thôi. Vậy cho nên chúng ta phải ước mong, phải khát vọng một điều gì đó. Chứ còn những cái điều tôn giáo tôi quá ngán ngẩm rồi anh chị em. Bảo tôi bây giờ lúc nào phải bệ vệ như một ông giáo hội trưởng, tôi quá ngán ngẩm rồi. Xin hãy vui lòng và nếu có gì đó thì thông cảm cho tôi nhé. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng.
xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.